Thì chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tiếng Anh Miss Thùy, chương trình Tiếng Anh lớp 5. Trong video này, chúng ta sẽ học bài số đầu tiên, Unit 1, All About Me, những thông tin về bản thân tôi, tiết số 1, Lesson 1. Trong tiết số 1 này, chúng ta sẽ học về các cái từ vựng liên quan đến các thông tin để chúng ta có thể hỏi và trả lời về cái phần giới thiệu thông tin cá nhân của mỗi người ha. Và trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau học từ vựng. Các bạn hãy nhìn vào bức tranh và cùng luyện đọc từ vựng với Miss nhé. City. City. Town. Town. Village. Village. Countryside. Countryside. Hai từ này đồng nghĩa với nhau nhé. Mountains. Mountains. Island. Island. Chúng ta cùng nhau ôm lại các từ vựng mình vừa mới học. Mountains. Village. Right. Village. Countryside. Town, city. Nội dung học bài này. Number one, look, listen and repeat. Nhìn vào bức tranh, lắng nghe và đọc lại. Trong phần này chúng ta sẽ có hai bức tranh A và bức tranh B. Ở mỗi bức tranh sẽ có đoạn hội thoại giữa hai bạn học sinh ha. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn hội thoại giữa hai bạn và sau đó mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại và tìm hiểu cái nội dung mà các bạn đang nói ha. Sẽ cùng nhau lắng nghe. A. Hello, I'm Ben. Nice to meet you. Hello, Ben. I'm Lan. Nice to meet you too. B. Can you tell me about yourself, Lan? Well, I'm in class 5C. I live in the countryside. I'm in class 5B. I live in the city. Như vậy thì sau khi lắng nghe xong rồi, các bạn sẽ cùng nhau luyện đọc phân vai ra ha, mỗi bạn một bạn ha, mỗi bạn cùng một hội thoại rồi sau đó mình sẽ cùng luyện đọc với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của phần này. Xin chào, tôi tên là Ben, rất vui được gặp bạn. Xin chào Ben, tôi tên là Lan, tôi cũng rất vui được gặp bạn. Các bạn để ý to nè, cũng mình dùng khi mà mình nói lại một câu gì đó nó tương tự với cái câu mà người ta vừa nói xong. Ở câu B, hình B. Can you tell me about yourself? Bạn có thể nói cho tôi biết về bản thân của bạn hay không láng? Tôi học ở lớp 5C, tôi sống ở miền quê. Còn bạn Nam này là tôi học lớp 5B và tôi sống ở thành phố. Vậy chúng ta sẽ có một cái câu là muốn nói người khác giới thiệu về bản thân của người ta thì mình sẽ có câu là Can you tell me about yourself? Can you tell me about yourself? Và sau đó mình sẽ giới thiệu. Thứ nhất là những cái thông tin về bản thân có bao gồm là giới thiệu tên nè, sau đó giới thiệu tuổi nè, học ở đâu nè, sống ở đâu nè, ha, thì đó là những thông tin cơ bản mà mình sẽ giới thiệu với một người bạn mà mình vừa mới quen. Nice to meet you, rất vui được gặp bạn ha. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái ví dụ sau đây. Me about yourself. Can you tell me about yourself? Bạn có thể nói cho tôi biết về bản thân bạn hay không? I'm in class 5A. Các bạn để ý nè. Class 5A. Bạn có thể nói cho tôi biết về thông tin của bạn hay không? Tôi học lớp 5A. Ha. I'm in class 5A. Thì phần này là phần giới thiệu về lớp học. Vậy bạn học ở lớp nào thì bạn chỉ cần thay cái tên lớp của các bạn vô đây là được. Ha. Ở cái loại thứ hai nè, ở cái câu thứ hai, thông tin thứ hai. Can you tell me about yourself? Bạn có thể giới thiệu về bản thân bạn hay không? I live in the... Tôi sống ở miền quê. Bây giờ là mình không giới thiệu về lớp học nữa mà mình sẽ giới thiệu về nơi mình ở. Vậy bạn ở quê thì bạn sẽ nói là countryside. Bạn ở thành phố, bạn sẽ nói là city. Bạn ở miền núi thì bạn sẽ nói là mountains. Mình sẽ thay cái thông tin về cái nơi ở của mình vào cái chỗ chữ màu đỏ này. Ha.
Để rõ hơn thì các bạn sẽ qua phần số 2 nè, listen, point and say, lắng nghe sau đó chỉ vào bức tranh và các bạn sẽ cùng nói với nhau, hỏi và trả lời về cấu trúc câu. Can you tell me about yourself? Giới thiệu về bản thân của các bạn nè. Vậy trước khi các bạn luyện nói thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe trước nha. Page 10. Lesson 1. Activity 2. Listen, point, and say. A. Class 5A. B. Class 5B. C. City. D. Countryside. A. Can you tell me about yourself? I'm in class 5A. B. Can you tell me about yourself? I'm in class 5B. C. Can you tell me about yourself? I live in the city. D. Can you tell me about yourself? I live in the countryside. Vậy thì các bạn có thể thấy nè, ở hình A và hình B khi giới thiệu về lớp học, chúng ta sẽ đi với cấu trúc là I'm in cộng với cái lớp học. Và ở hình C và hình D, chúng ta giới thiệu về nơi ở, chúng ta sẽ có cấu trúc là I live in the. Sau đó mình sẽ đưa cái nơi ở vào city hoặc là countryside. Ha. Các bạn sẽ tiếp tục luyện tập một bạn hỏi và một bạn trả lời nha. Số 3, let's talk, luyện nói. Trong phần này chúng ta sẽ có bức tranh về một bạn nam và bạn nữ, hai bạn học sinh này đang nói chuyện với nhau để mà hỏi và trả lời về cấu trúc. Can you tell me about yourself? Bạn có thể nói cho tôi biết về bản thân của bạn được hay không? Vậy thì để giới thiệu về bản thân của mình, chúng ta sẽ có những thông tin nè, các bạn để ý nè. Lê Văn Phong là tên nè, là lớp học nè. Tiếp theo là I live in the, là sống ở đâu đó. Và cái hình tiếp theo đây là March, cái hình bánh sinh nhật đúng không? Chính là sinh nhật thì vào tháng nào trong năm, chính là câu My birthday is in cộng với cái tháng. Ha. Vậy thì các bạn sẽ thấy nè, thông tin của bạn nam sẽ bao gồm tên Phong nè, lớp 5D nè, sống ở thành phố và sinh nhật vào tháng 3, March. Còn bạn nữ này sẽ tên là Hà, học lớp 4C, sống ở countryside, ở miền quê, và sinh nhật của bạn ấy là vào September. Ha. Vậy thì Miss sẽ cho các bạn một bài mẫu để về giới thiệu toàn bộ bốn cái thông tin đó về bản thân của các bạn. Khi mà người ta hỏi các bạn là Can you tell me about yourself? Vậy thì mình sẽ có những cái thông tin sau đây. Trước hết mình sẽ giới thiệu tên ha. My name's, mình sẽ giới thiệu về bạn nam trước ha. My name's Phong. I'm in class 5D. Tôi học lớp 5D. I live in the city. Đây các bạn thấy này, cái ngôi nhà của bạn ấy đây nè, cái hình của bạn ấy và ở xung quanh nó sẽ là có cái tòa nhà như thế này. Thì đây là ở thành phố hoặc city. Và cuối cùng sẽ là My birthday is in March. Ha. Sinh nhật của tôi là vào tháng 3. Vậy thì tương tự các bạn sẽ tự nói về gì? Về bạn Hà bên này. Và sau đó mình sẽ hỏi và trả lời về những cái thành viên ở trong lớp của mình nhé. Số 4, listen and tick, lắng nghe và sau đó tick vào đáp án đúng. Trong phần này chúng ta sẽ có hai câu là câu số 1 và câu số 2 nè. Ở mỗi câu chúng ta sẽ có ba cái hình A, B và C. Các bạn sẽ nhìn vào cái bức tranh ở mỗi câu và các bạn sẽ cùng lắng nghe. Và mình sẽ tick vào cái đáp án nào mà nó đúng y với cái thông tin mà mình nghe được trong bài listening. Ở trong bài listening này chúng ta sẽ có cái thông tin bao gồm là thứ nhất là grade, học lớp nào. Và thứ hai sẽ là I live in the, sống ở đâu ha. Vậy chúng ta trước khi lắng nghe thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào bức tranh và mình sẽ đọc cái thông tin của bức tranh đó, thì lát nữa mình nghe nó sẽ dễ dàng để mình chọn hơn. Ví dụ ở câu 1 nè, bức tranh A, grade 5 và live in the countryside. Ok. B, grade 5 in the city, grade 4 in the countryside.
Ở câu số 2, bức tranh A, grey tree in the countryside. B, grey five in the city. Và C, grey tree in the city. Ha. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và các bạn sẽ tiếp vào đáp án đúng nhé. Page 11. Lesson 1. Activity 4. Listen and tick. 1. Hi, I'm Peter. Hi, I'm Mai. Can you tell me about yourself? Well, I'm in grade 5. I live in the countryside. 2. Hi, I'm Bill. Are you a new pupil? Yes, I am. Can you tell me about yourself? I'm Wendy. I'm in grade 3. I live in the city. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án nè. Ở câu số 1 đáp án đúng sẽ là A. Và câu số 2 đáp án đúng sẽ là Câu số 1 đáp án đúng sẽ là A. Và câu số 2 đáp án đúng sẽ là C. Ha. 1A, 2C. Số 5, read and complete, đọc và hoàn thành câu. Trong phần này chúng ta sẽ có 4 câu từ câu số 1 đến câu số 4. Ở mỗi câu chúng ta sẽ có một bức tranh. Và ở phía dưới các bức tranh này chúng ta sẽ có các cái câu hội thoại hỏi và trả lời về thông tin cá nhân của mình. Vậy thì ở mỗi cái câu ở dưới đó nó sẽ có một hoặc hai cái chỗ trống hoặc một số các cái chỗ trống để các bạn điền vào hoàn thành. Vậy thì các bạn sẽ dựa vào cái thông tin ở cái hình phía trên á để cho mình có thể hoàn thành được cái bài ở phía dưới. Ha. Số 1 nè. Can you tell me about yourself? Bạn có thể nói cho tôi biết về bản thân của bạn được hay không? Chắc chắn rồi, sure. Tên tôi là Na, là ba. Tôi sống ở, I live in the. Vậy các bạn nhìn vào bức tranh nè. Đây là các cái ngôi nhà ở miền quê. Vậy thì cái từ mà các bạn cần điền vô chỗ trống nó sẽ là từ in the countryside. Ha, miền quê ta có từ countryside. Còn không thì các bạn có thể dùng từ đó là từ village. Từ nào cũng được ha. Countryside or village. Một trong hai từ nha. Câu số 2, số 3 và số 4 ha. Các bạn sẽ nhìn vào cái hình ở trên. Nó sẽ là thông tin để các bạn làm phần ở dưới. Ở câu số 2. Can you tell me about yourself? Bạn nói cho tôi biết về bản thân của bạn đi. Tôi tên là Minh và tôi ở lớp nào đó. Chỗ này chúng ta có lớp 5B đúng không? Vậy thì trong tiếng Anh chúng ta sẽ có từ class 5B. Tôi học lớp 5B ha. I'm in class 5B. Ở câu số 3, can you, câu hỏi nè, câu hỏi nó có một chỗ trống. Vậy chỗ trống chữ đầu tiên chúng ta sẽ có từ tell, kể. Bạn có thể kể cho tôi nghe về bản thân của bạn được hay không? Chắc chắn rồi, tôi tên là Phong và tôi sống ở. Các bạn nhìn thấy cái hình nè, đây là thành phố đúng không? Vậy chúng ta sẽ có từ city. Câu số 4, can you tell me about bản thân của bạn thì chúng ta sẽ có từ yourself. Can you tell me about yourself? Tôi tên là Andy và tôi sống ở. Các bạn thấy nhà của bạn ấy phía sau toàn là núi đúng không? Vậy mình có từ miền núi hoặc là vùng núi, chúng ta sẽ có từ mountains. Các bạn lưu ý nó phải có chữ S vào, bởi vì là gì? Vùng núi có nghĩa là ở nơi đó nó có nhiều ngọn núi ha. Mountains. Chúng ta sẽ đến với phần số 6. Lesson, luyện hát. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bài hát về cái thông tin của hai bạn trong bức tranh xuất hiện ở trong này. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau luyện lại cái phần hát này nhé. Đây là cái phần luyện cho các bạn cái kỹ năng đọc và kỹ năng phát âm của từng từ mà ở một tốc độ nó nhanh hơn một tí ở cái dạng bài hát thôi. Ha. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trước nhé. Page 11. Lesson 1. Activity 6. Let's sing. All about me. Do you live?
I live in the city. Where do you live? Có thể tua lại video để mình nghe đi nghe lại nhiều lần ha. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của phần này. Tất cả các thông tin về bản thân tôi nè. Tôi tên là Lisa, tôi học khối 3, tôi sống ở miền quê. Bạn sống ở đâu vậy? Tôi tên là Alan, tôi học khối 5, tôi sống ở thành phố. Và bạn sống ở đâu vậy? Ha. Chúng ta sẽ cùng nhau tổng ôn lại toàn bộ những cái thông tin mà chúng ta học được nè. Trong bài số 1 nè, những thông tin về bản thân của tôi. Phần đầu tiên số 1 chúng ta học về một số các cái từ vựng. City, thành phố, countryside, miền quê, class, lớp học, tell, kể, yourself, bản thân của bạn. Phần số 2 structure, cấu trúc câu. Can you tell me about yourself? Bạn có thể nói cho tôi nghe về bản thân của bạn được hay không? Ha? I'm in class 5A, tôi học lớp 5A. I live in the city, tôi sống ở thành phố. Vậy thì khi mà người ta hỏi mình giới thiệu thông tin về bản thân, mình sẽ giới thiệu thứ nhất là tên nè, tuổi nè. Đó là hai thông tin cơ bản đầu tiên rồi đúng không? Sau đó mình sẽ giới thiệu về lớp học của mình và sau đó là sẽ là nơi mình sống. Rồi bạn có thể giải thích thêm về gì? Sinh nhật của mình là vào ngày tháng năm nào nữa cũng được ha. Như vậy thì trên đây chúng ta đã hoàn thành được cái tiết số 1 của bài số 1 All About Me, toàn bộ những thông tin về bản thân của tôi. Missy cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!